Vừa bước vào mùa khô, sạt lở bờ sông đã xảy ra tại đồng bằng sông Cửu Long. Tình trạng này ngày một nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của người dân, thậm chí có người đã mất trắng nhà cửa. Và chỉ trong tháng 12 này thì ở tỉnh Vĩnh Long đã có 2 vụ sạt lở làm cuốn trôi hàng chục căn nhà xuống sông. Ghi nhận của nhóm phóng viên tin tức trong vụ sạt lở mới nhất tại huyện Trà Ôn. Căn nhà này đã sập hoàn toàn xuống sông. Nhiều đồ đạc người dân chưa kịp di dời. May mắn là vụ việc xảy ra ban ngày, nhưng cũng khiến người dân khu vực này hoảng loạn, phải tháo chạy thoát thân. Đất nè, nguyên bờ đất liền nè, rồi thêm cái bờ kè dài ra ngoài luôn á, mà làm một cái đùng xuống luôn á. Mấy anh kia, cái anh công trình nhảy không kịp, nhảy xuống sông luôn á. Đoạn sạt lở có chiều dài 82m, ăn sâu vào đất liền khoảng 15m. Một căn nhà sụp hoàn toàn xuống sông, hàng chục căn khác bị ảnh hưởng. 14 hộ dân và 48 nhân khẩu xung quanh phải di dời khẩn cấp. Khu vực này trước đó đã xảy ra sạt lở và đã được gia cố khắc phục. Cái này phải nói sạt mà nó sạt ụp ra thì mình nghĩ là cát đồ nó nặng, cái này không phải, mà ngày hôm qua là tôi chứng kiến là nó sạt thấy rõ luôn đó. Lại trên nó tuột xuống chứ không phải là nó ụp ra. Cái đó cái này theo mình độ là không chừng ở dưới nó có bọng hay cái gì ở phía dưới. Cũng đi dài hết trơn rồi, đi dài trống cái nhà trên rồi sợ bị trong nhà tôi nó cũng có cái chỗ gạn nứt rồi. Ra phải di dời hết để đồ đạc nó mất cái rồi à. Huyện Trà Ôn đã hỗ trợ người dân chi phí di dời cũng như thuê nơi ở tạm. Hiện khu vực sạt lở đã được phong tỏa để điều tra nguyên nhân. Thế nhưng tình hình vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, với nhiều vết nứt xuất hiện. Người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở để di dời khẩn cấp khi có tình huống xấu xảy ra.